Với ngoại hình mạnh mẽ được thừa hưởng từ các đàn anh Z-Series đi trước và hiệu suất đặc trưng của mẫu Ninja 300, Kawasaki Z300 2018 mới sẽ là một cái tên đáng gờm trong phân khúc xe mô tô côn tây 300 phân khối, nơi mà những cái tên như Yamaha MT-03, KTM Duke 390 hay Benelli BN302 đang hiện hữu. Trên phiên bản mới này, xe được bổ sung thêm mẫu mới được kế thừa từ mẫu xe đình đám là Z900 phiên bản 2018 vừa được ra mắt cách đây không lâu, cùng với sự phối màu tương tự như người anh cả là Z1000, mang nét dữ dằn và hầm hố của ngôn ngữ Tsugami truyền thống. So với phiên bản cũ, Z300 2018 được bổ sung thêm hai màu mới là đen bóng và xanh xám. Ngoài việc trang bị dàn tem mới, bộ khung sườn và một số chi tiết của xe cũng đã được thay đổi để đem lại tư thế ngồi thoải mái hơn, nhưng thiết kế và trang bị động cơ vẫn như trên phiên bản cũ. Z300 2018 có chiều dài là 2015mm, rộng 750mm và cao 1025mm. Thân của mẫu xe này có hai yếm bên bình xăng hay còn gọi là cánh gà, với tạo hình chữ Z khá to và rộng, khiến cho ngoại hình của Z300 lớn hơn khi so với một số mẫu naked cùng phân khúc khác trên thị trường. Cụm đèn trước và sau của mẫu xe này được thiết kế khá dịu dàng, đúng theo ngôn ngữ Tsugami truyền thống của hãng. Đây là chi tiết kế thừa từ mẫu naked hàng trung Z800. Xe có chiều cao yên chỉ ở mức 785mm nên rất phù hợp với vóc dáng của người tiêu dùng Việt Nam. Xe cũng được trang bị bình xăng với dung tích khá lớn, lên đến 17 lít như Ninja 300. Trọng lượng khô là 170kg cho phiên bản có ABS. Chính giữa ghi đông là bản đồng hồ điện tử hiện đại với kim hiển thị vòng tua, đồng hồ analog báo tốc độ, mức tiêu hao nhiên liệu rất trực quan. Yên xe được thiết kế hai tầng thể thao dành cho hai người sử dụng khá thoải mái. Nhìn chung, tư thế ngồi lái của Z300 khỏe hơn nhiều so với người anh em Ninja 300. Nó phù hợp với những người muốn một phương tiện có thể sử dụng hàng ngày để đi làm trong thành phố cũng như đi phượt. Phục trước của xe dạng ống lồng có đường kính 37mm. Ở phía sau là giảm sóc dạng đơn Unichak với giảm chắn bằng khí và có tan chính theo trọng tải. Lực hãm của chiếc xe đến từ hệ thống phanh đĩa, gồm phanh đĩa đơn đường kính 290mm cho bánh trước và 220mm cho bánh sau. Điểm mạnh của Z300 tại thị trường Việt Nam là được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho cả hai bánh. Z300 được trang bị cặp mâm thể thao 5 chấu hình chữ Y, có kích thước 17 inch. Lớp trước là 110-70 và lớp sau là 140-70. Đây là phiên bản naked của chiếc Ninja 300, nên hệ thống ống xả của Z300 cũng được chia sẻ, nhưng đã được làm mới ấn tượng hơn. Sức mạnh của Kawasaki Z300 2018 đến từ khối động cơ 2 xi lanh song song DOHC với dung tích 296 phân khối được làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất đầu ra tối đa là 39 mã lực tại 11.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 27 Nm tại 10.000 vòng trên phút, kết hợp cùng hộp số 6 cấp. Tại thị trường Việt Nam, Kawasaki Z300 ABS 2018 sẽ được phân phối chính hãng với mức giá là 129 triệu đồng đến 133 triệu đồng, tùy từng phiên bản màu sắc khác nhau tại các đại lý Kawasaki chính hãng trên cả nước. Như vậy, so với phiên bản 2017, mẫu xe này đã giảm tới 10 triệu đồng. Các bạn đừng quên like, share và đăng ký để xem những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Cường Mô Tô.